Thưa quý vị, cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe đại diện Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo, ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và cơ bản thống nhất với đề án, nhất trí trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 cho ý kiến về chủ trương theo quy định về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện rõ ý chí khát vọng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế trong thời kỳ mới. Thì đề nghị tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng các cấp thảo luận vấn đề này để có các chủ trương quyết sách mới tương xứng với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương, tạo ra sự đồng thuận, niềm tin mới, khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, bảo đảm chất lượng đô thị. Xây dựng thành phố Huế là trung tâm của khu vực miền Trung, là trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, xứng tầm với mong muốn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nhân dân cả nước. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị đã họp để cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố Hải Phòng theo mục tiêu được đề ra là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở, nhất là của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội mang tính đột phá, phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố Hải Phòng, nhất là về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức, thành lập khu thương mại tự do. Khẳng định cái việc phát triển thành phố Hải Phòng theo mục tiêu đề ra là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Và trước hết là của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đấy, mình nhìn cái tầm nhìn, cái góc độ là đối với như vậy. Cái thứ hai nữa là cũng đề nghị Đảng bộ, nhân dân, chính quyền thành phố Hải Phòng phát huy hơn nữa cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để phát triển thành phố Hải Phòng như cái mục tiêu đã đề ra. Nhất là những vấn đề mới, những vấn đề có đột phá, những cái lợi thế về giao thông. Đấy. Đầu tiên là giao thông đến đâu là phát triển đấy, mà Hải Phòng rất có cái lợi thế này. Và cái thứ ba nữa là đề nghị trong cái tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Hải Phòng sắp tới đây thì cần phải thảo luận sâu rộng về những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện những cái mục tiêu tầm nhìn xây dựng thành phố Hải Phòng theo cái kết luận của Bộ Chính trị hôm nay. Phấn đấu để Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cùng cả nước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả,